cố gắng thôi. Hai vợ chồng trẻ khỏe. Chị là có vẻ là dáng dấp là cao to hơn nhỉ. Đây các bác, chị gái của Trơ đây. Trơ mới dế thì mấy anh em con trai thì thấy gen rất là nhỏ gầy. Cháu Khâm xin mến chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Đi một đường một đoạn thử dốc hết rồi. Khâm tiếp tục đi lên nhà của em chờ phụ xây để xem cái nền sau mấy hôm đào vất vả. Đấy. Hai hôm rồi mình có thêm sự hỗ trợ của cái chiếc máy thì anh em cũng làm nhanh hơn. Thì gọi điện cho Trơ thôi là công việc cũng sắp xong rồi. Anh Khâm lên xem để được chưa, được là bắt đầu tiến hành là làm móng. Đấy, lên phương án chuyển vật liệu. Nhưng mà bây giờ thì đường anh em mình còn chả đi xe máy được thì không biết rằng là chuyển vật liệu thì nó có được thuận lợi hay không. Đây các bác ạ, trông như vậy thôi, rất là trơn nên Khâm không dám đi xe máy lên. Những vết xe máy này rất là trơn. Những đoạn này thì là gần như là sẽ phải dắt. Thì mình lên đây mình lại dắt xe lên đây nữa thì thôi, thì đi bộ lên còn đỡ mệt hơn mà nó an toàn, chậm một tí, mệt một tí. Em chưa hôm vừa rồi trời nắng là đã tranh thủ về sửa. Những cái đường này thì sửa bao nhiêu thì sửa, cứ mưa xuống thì lại nhão nhét hết. Đây, đặc biệt cái đoạn này. Đoạn này là cái đoạn nguy hiểm nhất, dốc nhất. Nhưng hôm nọ sửa xong đây. Sửa xong mưa thì vẫn bẩn, vẫn bùn thôi. Chờ là xe mới là phải gửi chỗ nhà anh Báo luôn. Đây, chỗ này đi. Bà con đi lấy cỏ về này. Chị em gùi rất là khỏe mọi người ạ. Hồi bé hay không cũng có đi lấy cỏ như này. Nhà cũng ở nông thôn nên là cũng trải qua tất cả những công việc này hết. Lối này đi vào chỗ đường anh Báo này. Lối này mình đi thì sẽ vào khu vực nhà cũ của A Báo cũng như là nền nhà mới của em Trơ. Bà con như không ăn bí non hay sao nhỉ, cứ để nó to già đi. Ừ, họ toàn thích ăn lúc gọi là quả bí to rồi, vàng rồi thì mới được nhiều. Ừ, chín rồi. Bí non cái lúc đây này, bí đây, bí cứ nằm lăn lóc này, quanh quanh. Không phải họ không ăn bí non mà họ muốn để quả bí nó to lên này. Đấy, để quả bí to lên rồi bắt đầu là ăn thì mới được nhiều. Đấy, bí cứ nằm lăn lóc ở đây này. Ở nông thôn trên vùng cao này có một cái sự rất là yên bình. Kể cả các bác đi qua đây nhé, đây là con đường đi qua, mình thấy bí cứ lăn lóc như này. Nhưng mà không phải của nhà mình cũng không ai dám vặt. Không ai lấy hết. Ngay bên vệ đường thôi mà mình đi qua mình thấy bí cứ như thế. Nếu giả sử như ở khu vực khác thôi mà quả bí hay là bất kỳ quả gì mà cứ nằm bên vệ đường như này, không nghĩ rằng là khả năng cao là rất dễ bị vặt. Bây giờ không mới đến nền nhà của em chưa. Còn đường hiện tại đi xuống đây. Ây à, món gì đây? Làm
Làm thịt à? Tắt cái điện thoại đi. Có âm nhạc, anh không quay được phim. Úi giời, hôm nay xin chào, mặc quần cho con, không được cởi quần như thế. Thịt này mua hay ai cho? Anh, em đi mụ lợn nó cho. Em đi mụ lợn ở đâu? Ờ, cái cầu kia. Ờ. Đây là cho à? Vâng. Em đi mổ hộ à? Vâng. Lợn nhà này dịch nhiều lắm đấy nhá, cẩn thận nhá. Chắc không hiểu từ dịch là gì đâu. Thế hôm nay có ai về hộ nữa không? Cái nghĩa anh Nu Giang hộ. Đây, nền nhà là đây. Gọi cho cháu Khâm là cái nền là ổn rồi. Em Khâm lên xem là được chưa? Chỗ này. Hôm nay làm một buổi nữa đi, một ngày nữa đi. Vâng. Nhá. Cho cái đá của anh đi ra. Đây này. Anh bảo nhá. Đây nhá. Đây này. Đây chưa được lắm đâu. Đấy, sau này mình phải xử lý đi thêm để có cái rãnh nước. Ừ. Bên này chưa được. Cục này có. Hả? Cứ phá đi, cứ phá theo anh bảo đi. Cứ phá theo anh bảo đi rồi anh bắt đầu anh lên đo đạc. Đấy, phá chỗ này thêm này. Bây giờ đằng nào cũng chưa chuyển được vật liệu. Mà bây giờ đào móng thì chỗ này cũng chưa đào được móng. Đá nữa. Đấy, thì phải em phải xử lý thêm đi chứ ạ. Đây, đào chỗ này xuống thêm đi. Đào xuống thêm đi nhá. Làm thêm hôm nay nữa. Hôm nay còn ai về hộ không thỏ? Có anh rể à? Ai à, thế là đang nấu cơm đợi mọi người đây à? Nấu nhiều thế, bao nhiêu người hộ hay là cứ nấu để chín để sẵn? Sao để thịt rơi ra ngoài này? Hả? Miếng nào rơi ra ngoài mang đi rửa đi. Mai nó có chó am. Nhưng sao lại để rơi ra ngoài này? Tôi chả hiểu hai vợ chồng này như nào nữa. Đào kiểu gì chắc đầy quá, đào ra ngoài bớt. Thế là sáng nay đi hộ người ta mổ lợn là đổi được thịt với cái này về ăn đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thôi về anh em về hộ thì nấu cho mọi người ăn. Hôm nay thì không lên xem cái nền. Đây sáng gọi cho thì bảo em đi thịt lợn, em đi bán lợn thì hóa ra là đi hộ người ta thôi đúng không? Ừ. Thì được chỗ thịt này về ăn. Thì không có mua thức ăn nữa. Hôm nọ thì các bác có comment ấy, thì thực thật với mọi người rằng là không có một cái quỹ của các bác cho mua thức ăn hơn 2 triệu cơ, của cô Điệp, của anh Hải, rồi là của cô Vân. Thì không vẫn đang trích ra không mua đều. Hôm nọ thì mua lên thì anh trai của Trơ này cho thủ lợn với chân giò, còn nhiều thì hôm sau không mua nữa. Chứ không phải là không lên, không lấy quỹ của bác mua. Mình phải cân đong đo đếm làm nhà thì còn hành trình rất dài. Các bác bảo bây giờ không có quỹ không mua thì tiền để làm gì. Thế mọi người là nếu mà bàn giao nhà thì có thể là mọi người có suy nghĩ như vậy được. Chứ còn bây giờ hành trình còn rất dài. Bây giờ mới được, chưa được cái nền đấy, 95% cái nền nuôi. Thì mình sẽ phải tiếp tục rằng là dự trù cho độ khoảng 2 tháng tới nữa. Điều kiện thuận lợi thì sẽ làm được cái nhà. Đấy. Bây giờ 9 giờ rồi còn chưa có sự có mặt của ai thì mọi người về làm như này cũng về muộn quá nhỉ. Cái này, cái đá này có đờn không? Có. Đờn đó. Ừ. Thì tí có máy khoan. Rồi, à đây là anh rể đây à? Anh rể. Ừ. Em lấy máy khoan nhá, khoan đi. Rồi là đập tiếp nhá. Vâng.
Khoan cục đấy đập đi. Đằng nào bây giờ thời tiết như này, đường như này cũng không thể lấy vật liệu lên được. Đây nhé. Đây. Đập từ đây đi này. Đấy, gióng sang bên kia. Cục này. Cục này với cục bên này này. Cục to bên này này nhá. Vâng. Đập đi. Cái bé này cũng đầm mà. Ừ, bé đấy kệ. Đào thêm đất chỗ này xem. Đấy. Bé đấy kệ. Tới nữa anh sẽ làm nền bằng cái chỗ đấy. Vâng. Hôm nay lại cả nhà tiếp tục về hộ à? Thôi à, hộ em nó chắc là ngày nữa. Nếu mà ở đây có máy khoan nhé. Ừ. À, đây này. Em ra đây anh bảo. Chơi nó không hiểu anh nói lắm. Cậu em này thì học nhiều hơn, nói tiếng tốt hơn. Bây giờ thì cái nền của mình sắp xong rồi. Bây giờ còn mỗi cái cục này này. Tại sao phải phá đa? Bởi vì phá ra thì sau này mới có ránh nước. Chứ sau này nước chảy xuống nó cứ men men này sẽ vào nhà mình. Đấy. Thì sau này phải có ránh nước ở đây. Thì bây giờ em sẽ hôm nay cùng mọi người thì sẽ phải khoan thêm cục đá này rồi đập ra. Ít nhất là đến đây này, ít nhất là đến đây ra. Gióng thẳng sang bên kia, cục này đây này. Đây vẫn phải đào nhé. Đấy, bảo bà con đào đất thêm cho chỗ này ra. Đào thêm chỗ này ra. Đến cái cục này, vẫn phải phá này. Đấy, phá nốt cả cục này cho anh. Ừ. Đây, đây, cục này. Đấy, cục này phá bên này nữa. Thì cố gắng làm trong ngày hôm nay nữa để xem cái nền nó được như thế nào. Vì cô nếu mà hôm nay có thêm khoảng 3-4 người nữa, cả cùng gia đình nữa làm thì chắc là đến tối là sẽ xong. Thì sẽ xong thì trong ngày mai thì cố gắng cho xong nhá, chơi nhá. Cố gắng là cho xong đi, xong là để ngày mai là anh lên là anh mang thước lên đo đạc, anh gọi thợ xuống đo góc vuông là được cho gia đình đào móng. Nhá. Còn ở đây thì quan điểm thì cũng phải nói luôn với mọi người rằng là làm nhà thì sẽ là thiết kế của anh nhé. Anh làm cho như nào thì ở như thế nhé. Thưa mọi người thì không phải là không cho gia đình quyết định. Mà gia đình quyết định thì thưa mọi người rằng là nhà thì không khác gì những cái nhà đòi hỏi như những cái nhà trước đó thôi. Là nhà phải có cột rồi là nhà thì không thích cửa sổ hay là nhà phải thế này thế nọ theo bà con thì thôi thì là anh em mình thiết kế thì có lẽ hơn chục cái ngôi nhà vừa qua thì quý khán giả cũng dành cho những cái lời khen nhất định. Tất nhiên thì là hoàn hảo và đẹp chỉn chu 100% thì chưa có, nhưng mà ít nhiều thì cũng được các bác cho những cái lời khen rằng là nhà thiết kế gọn gàng, ok. Thì có lẽ thì nhà của Trơ thì về cái thiết kế cũng như là cách thức xây dựng thì Khâm sẽ là người chủ đạo để Khâm cho ra cái thiết kế thôi. Cân đối từ cái kinh phí này, cân đối từ cái việc rằng là cái diện tích nền như thế này này, thì Khâm về Khâm phải tiếp tục rằng là nghiên cứu, phân tích để ra được cái mẫu nhà hợp lý nhất. Có lẽ là cũng sẽ không khác xa khác những cái ngôi nhà mình đang làm ở thời điểm hiện tại đâu. Có nhà anh Báo thì đất rộng rồi là gia chủ thì bằng mọi cách là cũng muốn xin làm thế này thì anh em cố gắng là tạo điều kiện cho gia đình A Báo để A Báo có thể là được cái mẫu nhà của anh mong muốn nhưng cũng không có cuộc. Vẫn rất là hiện đại. Thì nhà chơi cũng không cũng mong sao là sẽ nhận được thêm những cái sự đóng góp của tất cả các bác. Còn về thiết kế thì hôm nay Khâm chưa chia sẻ lên được. Đợi ngày mai khi mà xong nền thợ về đo cũng như là móng thì mình sẽ trình bày cụ thể hơn cho các bác cùng xem. Với cái diện tích quỹ đất hạn hẹp như này thì chắc có lẽ là cũng không thể làm được quá dài rộng như kiểu áo báo. Bếp mình vẫn sẽ chung, công trình phụ mình vẫn sẽ chung. Đấy, tiếp tục công việc. Đây nhá, cục này thì chắc là em khoan mấy lỗ ở đây đi, lấy quả với cào cào cái này ra cho anh ấy khoan. Đây, cái này khó ấy thì em khoan đây rồi là mình dùng nêm mình đục tiếp.
chưa giấc tạo hơi cả lòng tỏ thể mất tay tỏ rồi nhé. Nhớ anh xem nào. Ok. Đấy, đúng rồi. Máy rất là cứng. Bây giờ em lùng đêm em đập được rồi. Tạm thời rút cái điện ra cho anh ấy. Điện này chú ý nhá, an toàn nhá, chơi nhá. Điện này mình mới kéo về đây, tạm thời rằng là cố định ở chỗ cây thông ấy thôi. Có lẽ thì hôm nay sẽ là cái ngày cuối cùng. Nếu như có thêm sự hỗ trợ của một vài bà con nữa thì bằng mọi cách nhá, chờ nhá. Hôm nay cố gắng là làm thế nào thì làm, thì ngày mai anh sẽ cho thợ lên đây. Đấy, để anh đo đạc định hình và tiến hành là đào móng dần. Chỗ nào chưa xử lý được thì sau này đào thêm thôi. Đấy, còn bây giờ là thời tiết thì mưa cũng không quá nhiều nữa, mình cũng phải lên kế hoạch để mình chuyển vật liệu các thứ, đào móng rồi là chuyển vật liệu, bắt đầu là túc tắc xử lý móng tất cả mọi thứ, từng bước một thôi. Hiện tại thì nền nhà cũng rất là hạn hẹp về cái diện tích, thì vật liệu lên bao nhiêu thì sẽ làm bao nhiêu, chứ lên nhiều cũng không có chỗ tập kết. Đấy, cái nền nó chỉ vỏn vẹn vậy thôi. Đấy, thì kế hoạch là cứ túc tắc làm xong móng thì tiếp tục là vật liệu sắp hết thì bắt đầu là gọi đến và trở lên. Đấy. Không thể lấy một lần là tập kết được hết như A Báo ngày trước được. Nó vỡ ra không em? Vỡ ra nhỉ. Để anh thử nào. Ok.
cái này mệt phết, không đơn giản đâu. Sao bé ăn đâu? Bắt đầu chọc cho nó ra được. Cậy từng tí một. Đấy, phá được mà. Tí nữa cục kia bên kia cũng làm như thế thôi. Rồi nó khoác ra thì sau này đằng sau nó còn có rãnh nước. Không là sau này nước nó cứ men theo đá này, này. Như các bác thấy một cái khối lượng đá rất là nhiều kia rồi. Tới này Khâm sẽ xử lý vào phần móng. Chủ yếu sẽ là cho vào phần móng hết. Em tên là gì anh lại quên nhỉ? Em á? Anh tên Báo. Báo à? Cũng là Báo luôn à? 202 nhỉ? 201 nhỉ? Vâng ạ, hai đứa con rồi. Một trai một gái nhỉ? Còn đẻ nữa không? Cũng y chang như kiểu chơi kìa. Là bố mẹ gọi là khi mà to ra riêng chỉ cho được mấy cái nồi thôi nhỉ? Thôi cố gắng thôi. Em trong nhà là thuộc ở xã là thuộc hộ gì? À, xã là xã thuộc xã Mộc Dễ. Nhưng mà hộ của em là thuộc hộ gì? Em là thuộc hộ gì? Và thôn là sàng. Không hộ mà. Hộ á? Hộ trung bình ấy, hộ nghèo ấy, là hộ cận nghèo gì đấy. Ờ, cận nghèo. Cận nghèo à? Có được có hỗ trợ nhà ở không? Chọc tiếp đi. Cố gắng thôi. Hai vợ chồng trẻ khỏe. Chị là có vẻ là dáng dấp là cao to hơn nhỉ. Đây các bác, chị gái của Trơ đây. Trơ mới dế thì mấy anh em con trai thì thấy gen rất là nhỏ gầy. Thank you.
Cái bé này về chắc nhờ bà hộ trông thôi. Nhẹ tay mà. Bà ngoại là nhẹ tay mà. Nhẹ tay pushoa tu ni á. Công việc thì hôm nay không lên tiếp tục là hướng dẫn anh em để mà làm xử lý xong. Hy vọng rằng là hôm nay sẽ đạt 100% cái nền nhà để mình tiến tới là chuyển ra làm những cái giai đoạn khác. Hy vọng sớm sớm thôi, một cái ngôi nhà đẹp nữa lại được mọc ở đây. Cháu Khâm chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và quý khán giả luôn luôn quan tâm đồng hành. Đến đây tôi không xin phép là tạm dừng video đã, để cho anh em tiếp tục làm việc. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.